Rồi, hai người, hôm nay mình hướng dẫn tải và sử dụng cái app Planis này. Cái app này tải nó sẽ tốn tiền nha mọi người. Nhưng mà vấn đề quan trọng đó là người mua gói cước bên mình thì bên mình có hỗ trợ tải miễn phí nha. Rồi, thì quên phải hướng dẫn cái phần này. Đây, lúc mà trong tài khoản của mọi người á, thì chắc chắn mua nó tốn tiền rồi. Mọi người sẽ sử dụng tài khoản bên mình nha. Mọi người ấn vào một góc phải phía trên màn hình này. Xong ấn đăng xuất cái tài khoản của mọi người ra. Mọi người lưu ý nha, cái này là App Store thôi, không liên quan đến iCloud nha. Nên máy không bị khóa, không gì cả. Mọi người an tâm ha. Rồi mọi người đăng nhập với mình với cái email là 4G miễn phí.asia a@gmail.com. Còn cái mật khẩu á, thì bên admin sẽ cung cấp cho mọi người lúc mọi người mua gói. Mọi người nhắn admin, admin sẽ hỗ trợ cung cấp đưa mật khẩu cho mọi người nha. Đó, xong mọi người đăng nhập vào thì có một cái mã xác nhận nữa. Thì lúc có mã xác nhận đó thì mọi người nhắn nhà admin để lấy mã luôn nha. Rồi, mở app dùng thôi. Cái này mình đặt sẵn rồi nha. Rồi làm lại, thao tác lại cho mọi người xem một lần nữa. Đây, vào Safari. Ấn vào, nhấp vào đây để đồng bộ máy chủ nè. Thì mọi người ấn sao chép liên kết ha. Sao chép liên kết xong, ở phía trên góc phải màn hình có dấu cộng. Mọi người ấn là subscription. Ngài lưu ý nha, subscription nha. URL này á, là cái đường link lúc nãy mình copy bên web đó. Là cái đường link nè, lúc nãy mình copy đây nè. Ở phần hệ thống máy chủ nè. Phần comment này mọi người viết cũng được, không viết cũng không sao. Còn UDP này á, thường thường á, là cái kết nối của nó, cơ bản của nó là TCP. Nếu mọi người bật UDP thì nó sẽ nhanh hơn. Và đã bỏ qua một số thao tác bảo mật các kiểu mà nó không ảnh hưởng gì nhiều nha mọi người. Xong mọi người ấn Done bên góc phải phía trên màn hình. Đó, server nó sẽ hiện ra. Em dùng thử luôn. Rồi bật lên. Lần đi ở đầu tiên thì nó bắt buộc cấp quyền nha mọi người. Bật lên test mạng thử coi xem nó ổn không. Pin 43 và tốc độ cũng khá khá là cao ha, cũng ổn đấy. Ở đây thì nó có nhiều cái chức năng khác nhau lắm, mọi người có thể tìm hiểu thêm ha. Mình hướng dẫn sử dụng cơ bản thôi. Cái này thì mình cũng vừa tải về luôn, chưa kịp tham khảo hay cái gì cả, chỉ vừa vào để nhìn xem thử nó thế nào, mình hướng dẫn mọi người thôi. Rồi, nhìn đơn giản vậy thôi ha. Còn ở đây là website của mình. Có rất là nhiều gói cước nha, nhiều server ở từng cụm máy chủ khác nhau. Mọi người có thể lựa chọn sử dụng hợp lý nha. Đây. Mọi người dùng gì cũng nên nhớ xem phần hướng dẫn sử dụng nha. Mình có hướng dẫn sử dụng đầy đủ, rất là đầy đủ ở đây về cái phần sử dụng app.